Bạn đang nghe nội dung từ Waka. Nghệ thuật giao tiếp của người thành đạt. Cuốn sách Nghệ thuật giao tiếp của người thành đạt sẽ hướng dẫn người đọc cách giao tiếp hiệu quả và thuyết phục người khác. Cuốn sách cho rằng chúng ta nên giao tiếp theo cách phù hợp với suy nghĩ và cảm xúc của người nghe. Để làm được điều này, chúng ta cần hiểu rõ cách con người đưa ra quyết định. Cuốn sách sử dụng các câu chuyện và ví dụ lịch sử để giúp người đọc nắm bắt những ý tưởng và phương pháp cải thiện kỹ năng giao tiếp của bản thân. Nhiều nhân vật nổi tiếng như Barack Obama, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., Ronald Reagan và Winston Churchill đều sở hữu khả năng hùng biện và truyền cảm hứng phi thường. Chúng ta có thể nghĩ đó là do họ được trời phú cho tài năng này. Nhưng sự thật không phải vậy. Bất kỳ ai cũng có thể học cách nói chuyện lưu loát và tự tin. Bí mật nằm ở việc hiểu cách mọi người lắng nghe và phản ứng với những gì mà chúng ta nói. Chúng ta cần nắm bắt những lối tắt tư duy và thủ thuật tâm lý mà mọi người sử dụng để xử lý thông tin và đưa ra lựa chọn. Chúng được gọi là những thiên kiến nhận thức và có rất nhiều loại thiên kiến khác nhau. Trong cuốn sách này đề cập đến 9 loại thiên kiến, nhưng thực tế chúng ta chỉ cần tập trung vào 5 loại, đó là thiên kiến trải nghiệm sẵn có, hiệu ứng tương phản, thiên kiến không rủi ro, hiệu ứng hào quang và đánh cháo thuộc tính. Nếu có thể hiểu và vận dụng tất cả các thiên kiến nhận thức nói trên, chúng ta sẽ trở thành những nhà ngoại giao vô cùng thuyết phục và thành công. Nhưng ngay cả khi chỉ có thể sử dụng thành thạo một trong số những thiên kiến trên, khả năng giao tiếp của chúng ta vẫn có thể vượt trội hơn trong đám đông. Thiên kiến 1, thiên kiến sẵn có. Giả sử có hai người cùng được hỏi, cá mập tấn công con người thường xuyên tới mức nào? Cả hai đều cố gắng nhớ lại những gì họ biết về chủ đề này. Người thứ nhất nghĩ đến một câu chuyện đáng sợ mà họ đã thấy trên báo chí về một vụ cá mập tấn công con người và trả lời rằng cá mập thường xuyên tấn công con người. Người thứ hai thì không có khái niệm nào về việc này và trả lời rằng cá mập hiếm khi tấn công con người. Cả hai đều tin vào trí nhớ của bản thân, nhưng chỉ có một người đưa ra câu trả lời đúng với thực tế. Điều này xảy ra vì chúng ta thường coi trọng những thông tin dễ nhớ hơn. Đây được gọi là thiên kiến sẵn có. Thiên kiến sẵn có nghĩa là đôi khi chúng ta quên hoặc phớt lờ sự thật, ngay cả khi đã từng được học về chúng. Thay vào đó, chúng ta sử dụng một ví dụ mà bản thân có thể nhớ tới ngay lập tức, dù nó không phải lúc nào cũng đúng hoặc là ví dụ điển hình. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng điều này để giao tiếp tốt hơn và tạo ảnh hưởng đến người nghe? Chúng ta có thể sử dụng thiên kiến sẵn có để làm thông điệp của mình dễ nhớ hơn. Ví dụ, việc lấy ví dụ thực tế để hỗ trợ cho việc giao tiếp là rất tốt, nhưng sẽ không đủ tốt nếu người nghe chỉ nghe xong quên luôn. Cái chúng ta cần làm là gắn chặt thông điệp mình muốn truyền tải vào tâm trí người nghe. Một cách để thực hiện điều này chính là kể những câu chuyện trực quan và giàu cảm xúc. Một câu chuyện được hình thành nhờ nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là nhân vật và sự kịch tính. Nếu có thể, chúng ta nên xây dựng thông điệp của mình xoay quanh một người tốt và một người xấu, hoặc một vấn đề và một giải pháp. Người nghe sẽ có thể dễ dàng tưởng tượng và liên hệ bản thân với loại câu chuyện này. Chúng ta cũng nên làm cho thông điệp của mình trở nên thú vị và giàu cảm xúc để mọi người quan tâm hơn đến những gì mà ta nói. Quay lại ví dụ đầu tiên, nếu muốn thuyết phục mọi người rằng việc bị cá mập tấn công là rất nguy hiểm và phổ biến, chúng ta nên kể cho họ nghe câu chuyện về một người bị cá mập tấn công. Hãy mô tả những gì đã xảy ra một cách sống động và đầy cảm xúc. Điều này sẽ làm tăng độ thuyết phục hơn là chỉ đưa ra cho họ một loạt số liệu và thống kê nhằm chứng minh luận điểm đó. Điều này sẽ làm tăng độ thuyết phục hơn là chỉ đưa ra cho họ một loạt số liệu và thống kê nhằm chứng minh luận điểm đó. Thiên kiến sẵn có nghĩa là người ta thường nhớ những điều họ thấy đơn giản và dễ nhớ, chứ không phải những gì đúng với sự thật.
Thiên kiến 2, hiệu ứng tương phản. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng có bài diễn văn nổi tiếng gọi là thời khắc lựa chọn. Trong đó, ông khẳng định rằng con người phải lựa chọn giữa hai lối sống khác nhau. Không có tả hay hữu, chỉ có lên hay xuống. Lên tượng trưng cho tự do và trật tự, còn xuống đồng nghĩa với độc tài và nô lệ. Cách nói đối lập này giúp ông làm rõ và củng cố luận điểm của mình. Đây chính là hiệu ứng tương phản. Nó có nghĩa là chúng ta nhìn nhận sự vật khác đi khi so sánh chúng với một đối tượng khác. Chúng ta có thể sử dụng hiệu ứng tương phản để truyền tải thông điệp hiệu quả và thuyết phục hơn. Hãy sử dụng các cặp từ đối lập như cách Reagan đã làm với lên và xuống, tự do và nô lệ. Một ví dụ khác là John F. Kennedy với cặp từ dễ dàng và khó khăn trong câu nói nổi tiếng: chúng ta chọn đến mặt trăng trong thập kỷ này và làm những điều khác nữa, không phải vì chúng dễ dàng mà vì chúng khó khăn. Kỹ thuật này rất thường xuyên được sử dụng trong các cuộc tranh luận chính trị. Một cách khác để ứng dụng hiệu ứng tương phản là đưa ra nhiều lựa chọn cho người nghe. Nếu chỉ đưa ra một lựa chọn duy nhất, họ có thể sẽ không tin tưởng chúng ta. Nhưng khi đưa ra nhiều lựa chọn hơn và chứng minh tại sao lựa chọn của ta là tốt nhất, người nghe sẽ cảm thấy tự do và sáng suốt hơn khi đồng ý với ta. Xét trong ví dụ của Reagan, chỉ có hai lựa chọn là tự do và độc tài, chắc chắn mọi người sẽ lựa chọn tự do. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiệu ứng tương phản có thể được sử dụng cho cả mục đích tốt và xấu. Vì vậy, hãy sử dụng nó một cách có đạo đức và khuyến khích mọi người làm điều tương tự. Thiên kiến 3. Thiên kiến không rủi ro. Giả sử ta có hai lựa chọn để đầu tư. Thứ nhất là đảm bảo ta sẽ nhận được $900. Thứ hai là có xác suất 90% kiếm được $1,100. Hầu hết mọi người sẽ chọn lựa chọn thứ nhất vì họ không muốn mạo hiểm mất tiền. Nhưng ta biết rằng lựa chọn thứ hai thực sự tốt hơn vì có thể tính toán giá trị trung bình của mỗi lựa chọn. Giá trị trung bình là lợi nhuận nhân với xác suất. Đối với lựa chọn 1, giá trị trung bình là $900, nhưng với lựa chọn 2, giá trị trung bình là $990. Đây là lý do tại sao hầu hết mọi người đều sai. Đây là lý do tại sao hầu hết mọi người đều sai khi chọn lựa chọn 1. Đây được gọi là thiên kiến không rủi ro. Thiên kiến không rủi ro nghĩa là chúng ta ghét mất mát nhiều hơn là yêu thích chiến thắng. Chúng ta thích những lựa chọn không có rủi ro, ngay cả khi phần thưởng có vẻ thấp hơn. Chúng ta có thể thấy điều này trong nhiều sản phẩm và dịch vụ cung cấp cam kết hoàn tiền 100%. Đây là cách sử dụng thiên kiến không rủi ro để thu hút khách hàng. Khách hàng nghĩ rằng họ không có gì để mất, nên sẽ mua từ người bán này thay vì một người bán rẻ hơn mà không có cam kết. Nhưng điều này cũng tốt cho người bán vì họ có nhiều khách hàng hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, dù vẫn có số ít rủi ro bị hoàn trả lại sản phẩm. Nhưng nếu không thể đưa ra cam kết hoàn tiền 100% thì sao? Ta có thể làm gì khác để sử dụng thiên kiến không rủi ro theo hướng có lợi cho mình? Ta có thể nghĩ ra cách khác. Ta có thể nghĩ ra các cách khác để làm cho khách hàng cảm thấy an toàn và yên tâm. Giả sử ta có một cách thức mới và khả quan để đầu tư kiếm tiền. Chúng ta không thể hứa chắc rằng mọi người sẽ kiếm được tiền vì điều đó không thực tế. Nhưng ta có thể khiến đề nghị của mình nghe hấp dẫn hơn bằng cách nhấn mạnh một yếu tố khác không có rủi ro. Ví dụ, ta có thể nói rằng sẽ không có rủi ro giao dịch thất bại, hoặc không phải chờ đợi quá lâu trên điện thoại, hoặc không hỗ trợ các doanh nghiệp có tai tiếng. Những điều này không quan trọng bằng việc kiếm tiền, nhưng chúng vẫn đủ đánh vào tâm lý khách hàng. Thiên kiến không rủi ro sẽ làm tăng khả năng khách hàng chọn nghe theo ta. Nhưng hãy nhớ, chỉ nên nói những điều đúng và trung thực. Thiên kiến 4. Hiệu ứng hào quang. John F. Kennedy muốn đưa một người Mỹ lên mặt trăng. Nhưng trước tiên, ông phải có một bài phát biểu để thuyết phục mọi người ủng hộ mình. Ông đã làm điều này tại Đại học Rice vào năm 1962. Trong bài phát biểu này, ông đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về trường đại học, thành phố và tiểu bang. Ông nói rằng họ được biết đến với kiến thức, sự tiến bộ và sức mạnh. Ông đã làm điều này ngay từ phần đầu trong bài phát biểu của mình.
tại sao ông ấy lại làm như vậy. Kennedy đã làm điều này bởi vì ông ấy hiểu cách mọi người suy nghĩ và cảm nhận. Khi gặp một người hoặc một điều gì đó lần đầu tiên, chúng ta sẽ nhanh chóng hình thành định kiến về họ. Nếu có ấn tượng đầu tốt, chúng ta sẽ nghĩ rằng mọi thứ khác đều tốt. Điều này được gọi là hiệu ứng hào quang bởi vì nó cho cảm nhận giống như việc chúng ta nhìn thấy một vầng hào quang quanh đối phương. Bởi vì nó cho cảm nhận giống như việc chúng ta nhìn thấy một vầng hào quang bao quanh đối phương. Nhưng điều ngược lại cũng đúng. Nếu có ấn tượng đầu xấu, chúng ta sẽ nghĩ rằng mọi thứ khác cũng thật tồi tệ. Điều này được gọi là hiệu ứng hào quang ngược bởi vì nó cho cảm nhận giống như chúng ta nhìn thấy một đám mây đen đang bao quanh đối phương. Hiệu ứng hào quang và hiệu ứng hào quang ngược rất mạnh mẽ. Chúng khiến chúng ta đánh giá con người hoặc sự vật dựa trên ấn tượng ban đầu. Đó là lý do tại sao những người nói giao tiếp thường cố gắng tạo ra ấn tượng đầu tiên thật tốt đẹp. Ví dụ, nếu đang thuyết trình tại một hội nghị, ta có thể đến sớm hơn và kiểm tra phòng cùng thiết bị ghi hình, ghi âm trước. Điều này sẽ giúp ta trông thật tự tin và có chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng ta cũng có thể ăn mặc đẹp, hợp lý chứ không quá lố hoặc xuề xòa. Hãy thử nói rõ ràng và đủ to, kết hợp với ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt. Chúng ta có thể nói về những điều tốt đẹp và tôn trọng khán giả của mình, giống như John F. Kennedy đã làm. Những điều này sẽ giúp ta tạo ra ấn tượng đầu tốt đẹp, và một ấn tượng đầu tốt đẹp sẽ giúp ta đạt được mục tiêu của mình. Thiên kiến 5. Đánh cháo thuộc tính. Đôi khi chúng ta phải đưa ra những lựa chọn khó khăn và phức tạp. Bộ não của chúng ta không thích làm việc quá sức, vì vậy nó sẽ cố gắng làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. Bộ não sẽ làm điều này bằng cách đánh cháo câu hỏi khó bằng một câu hỏi đơn giản hơn. Sau đó, nó sử dụng đáp án của câu hỏi đơn giản để trả lời cho câu hỏi khó. Hành động này được gọi là đánh cháo thuộc tính. Điều này cũng ảnh hưởng đến cách chúng ta đánh giá người khác. Ví dụ, việc trả lời câu hỏi "Tôi có thích người này hay không?" sẽ dễ dàng hơn là "Tôi có đồng ý với những gì họ nói hay không?" Hãy thử nghĩ về một người mà ta không ưa. Liệu ta có thường xuyên đồng tình với ý kiến của họ hay không? Có vẻ như thường là không. Thiên kiến này có thể giúp chúng ta giao tiếp tốt hơn và ảnh hưởng đến người khác. Điều đầu tiên chúng ta có thể làm là khiến khán giả thấy rằng ta đang chia sẻ về quan điểm và cảm xúc của họ. Mọi người thích những người giống mình. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng hiểu đối tượng là ai và họ muốn gì. Càng liên hệ được gần hơn với khán giả, họ sẽ càng lắng nghe ta nhiều hơn. Điều thứ hai chúng ta có thể làm là liên kết bản thân và thông điệp của mình với các sự kiện hoặc các nhóm đáng tin cậy. Kiểm tra và đặt câu hỏi về những gì được nghe là công việc khó khăn. Vì vậy, hầu hết mọi người sẽ không làm điều đó. Họ chỉ tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy điều gì đó là đúng hay không đúng. Ví dụ, họ sẽ tìm kiếm các nguồn, tên hoặc logo mà bản thân họ biết hoặc tin tưởng. Những điều này rất dễ thực hiện, nhưng chúng tạo ra sự khác biệt lớn. Chúng khiến người nghe nghĩ rằng thông điệp của chúng ta quan trọng và đúng, như thế họ sẽ tin tưởng chúng ta hơn. Tổng kết, các thiên kiến kể trên đều là những cách suy nghĩ mà chúng ta có thể sử dụng để giao tiếp tự tin và hiệu quả hơn. Chỉ cần sử dụng một trong số chúng sẽ giúp bản thân ta và những gì chúng ta nói thu hút được người nghe. Cuốn sách cung cấp nhiều chiến lược và kỹ thuật thực tiễn giúp người đọc trở thành những nhà ngoại giao tự tin và hiệu quả. Có thể nói, tác phẩm là kim chỉ nam, đồng thời cũng là công cụ hữu ích cho bất kỳ ai muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bạn thân mến, bạn vừa nghe file tóm tắt sách Nghệ thuật giao tiếp của người thành đạt được viết bởi tác giả Peter D. Andre. Hẹn gặp lại bạn trong chuyên mục tóm tắt giới thiệu các cuốn sách hay của Waka. Để thường xuyên nhận được thông tin về các sản phẩm mới, bạn nhớ ấn subscribe kênh và truy cập fanpage Spotify của Waka sách tóm tắt nhé.